Kính thưa quý vị, hơi thở cuộc sống xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Trong ngày 26 tháng 10, thì Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc cũng đã cảnh báo nắng nóng sẽ là một mối nguy hại lớn đối với y tế của nhiều quốc gia trên thế giới. Trong đó, hầu hết trẻ em sẽ phải chịu tác động của đợt nắng nóng đến năm 2050. Theo báo cáo của cơ quan này, ít nhất 5 triệu thanh thiếu niên trên thế giới sẽ phải tiếp xúc với những đợt nắng nóng do biến đổi khí hậu. Và đến giữa thế kỷ này, hơn 2 tỷ trẻ em sẽ phải tiếp xúc với các đợt nắng nóng thường xuyên hơn, lâu hơn và nghiêm trọng hơn. Theo những dữ liệu được công bố trong báo cáo trên, trẻ em phải đối mặt với những rủi ro lớn hơn người trưởng thành nếu phải hứng chịu những đợt nắng nóng khắc nghiệt do khả năng điều hòa thân nhiệt kém hơn ở lứa tuổi này. Trẻ em càng tiếp xúc nhiều với sóng nhiệt, càng có nhiều nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe như các bệnh mãn tính về hô hấp, hen suyễn và các bệnh tim mạch. Báo cáo cũng kêu gọi các quốc gia phải thực hiện các biện pháp mạnh mẽ nhằm giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính và ngăn chặn tình trạng ấm lên toàn cầu, qua đó bảo vệ cuộc sống của người dân, đặc biệt là trẻ em.